Xin chào các bạn, đây có thể nói là một video ngược trên kênh YouTube của tôi. Tôi đã có rất là nhiều video hướng dẫn về Shopify. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ tôi mới làm một cái video giải thích cho bạn hiểu Shopify là gì và những ưu và nhược điểm của nó. Đương nhiên thì trong một số video hoặc là một số bài viết thì tôi đã phân tích khá là chi tiết vấn đề này. Tuy nhiên thì tôi muốn tách nó ra để cho các bạn mới, nhất là những cái bạn mà mới bắt đầu tìm hiểu về Shopify, dễ dàng có thể tìm kiếm và dễ dàng có thể hiểu được chính xác Shopify là gì. Thông qua rất là nhiều câu hỏi mà tôi nhận được thì nhiều bạn rất là mù mờ về Shopify. Nhiều bạn nhầm lẫn Shopify giống như là một sàn thương mại điện tử và chúng ta sẽ đăng sản phẩm lên trên đó để bán. Hoặc là có bạn lại hỏi là Shopify có cần mua hosting hay không? Chúng ta cũng cần phải biết thêm về lập trình hay không? Thì video này sẽ giải thích cho bạn tất cả vấn đề đó. Thì đầu tiên, Shopify nó chính là một nền tảng để tạo ra trang thương mại điện tử. Có nghĩa là nó là một nền tảng giúp cho chúng ta tạo ra một cái trang web bán hàng. Bạn muốn bán sản phẩm của riêng bạn, bạn muốn bán sản phẩm đi nước ngoài, trong nước, vân vân, mà bạn muốn tự mình đăng sản phẩm kinh doanh trên chính cái trang web của mình thì bạn có thể sử dụng Shopify. Như vậy nó là một nền tảng để mà tạo ra các cái trang web bán hàng. Và từ trang web này bạn sẽ quảng cáo nó đến với khách hàng đọc thông tin sản phẩm, khách hàng đưa vào giỏ hàng, khách hàng thanh toán cho bạn. Và lúc này bạn sẽ nhận được tiền từ khách hàng và bạn vận chuyển hàng đến cho họ. Thì như vậy đó là một nền tảng tạo trang thương mại điện tử. Cho nên Shopify nó không phải là một sàn thương mại điện tử. Một sàn thương mại điện tử, bạn sẽ mở một gian hàng ở trên đó, bạn đăng sản phẩm lên đó và khách hàng sẽ tìm thấy bạn ở trên cái sàn thương mại điện tử này. Ví dụ như là eBay, ví dụ như là Alibaba, Amazon, vân vân. Thì đây gọi là các sàn thương mại điện tử. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem là Shopify sẽ ứng dụng để làm những gì. Thì như tôi đã nói, Shopify là một nền tảng để tạo website. Và bạn chú ý đó là website bán hàng. Và với website này, bạn có thể dùng nó để bán sản phẩm của bạn, bán sản phẩm của doanh nghiệp của bạn cho thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Thứ hai, bạn có thể bán sản phẩm theo mô hình dropshipping. Thứ ba, bạn cũng có thể bán sản phẩm theo mô hình affiliate. Thứ tư là bạn có thể bán sản phẩm theo mô hình POD, có nghĩa là bạn bán các sản phẩm in tùy chỉnh ở trên nền tảng này. Và sau nữa, đó là bạn có thể bán các sản phẩm số, các sản phẩm download. Thì tất cả các mô hình, các dòng sản phẩm này bạn đều có thể bán được dựa trên nền tảng Shopify. Chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là ưu điểm của Shopify. Shopify có khá là nhiều ưu điểm. Đầu tiên đó là tính dễ sử dụng. Bạn xem các video trước và những video tiếp theo của tôi thì bạn sẽ thấy là việc thiết kế một cái trang bán hàng nó khá là đơn giản. Và bạn không cần phải biết code, không cần phải biết về lập trình. Bạn vẫn có thể tự mình tạo cho mình một cái trang bán hàng chạy hoàn toàn ổn định. Ưu điểm thứ ba đó là sự nhanh chóng. Nếu như bạn đã từng tạo website dựa trên WooCommerce, bạn có thể thấy là việc tạo ra một cái trang bán hàng mà ổn định từ lúc bắt đầu mua hosting rồi cài đặt thiết lập đăng sản phẩm, ad cổng thanh toán vân vân thì nó mất khá là nhiều thời gian. Trung bình nó phải mất từ 20 ngày trở lên thì bạn mới có một cái trang bán hàng ổn định và có thể bắt đầu kinh doanh. Nhưng đối với Shopify, bạn hoàn toàn có thể làm điều đó trong vòng 3 ngày hoặc thậm chí là nhanh hơn. Thì nhanh chóng là một cái ưu điểm khá là nổi bật của Shopify. Điểm thứ tư nữa đó là tốc độ cao. Vì Shopify là một nền tảng toàn cầu cho nên nó rất là tối ưu về tốc độ tải. Bạn không cần phải lo dung lượng, bạn cũng không cần phải lo đến cái lưu lượng truy cập bởi vì nó là không giới hạn. Và điểm tiếp theo nữa đó là tính bảo mật. Bạn không cần phải lo lắng là việc quản trị cái website này, quản trị cái hosting nó như thế nào. Việc của bạn là thiết lập xong và bán hàng, không phải lo việc tấn công mạng hay là hacker vân vân. Những việc này đã có Shopify lo. Ưu điểm nữa đó là nó có rất là nhiều app hỗ trợ. Như trong video trước tôi đã giới thiệu về các app của Shopify thì bạn có thể thấy là nó có rất là nhiều app hỗ trợ. Mỗi danh mục công việc trên nền tảng Shopify nó đều có các app hỗ trợ và cái app này hàng ngày đều tăng dần. Điều này nó giống như kho set play của Android vậy. Và ưu điểm cuối cùng đó là nó cũng có rất là nhiều mẫu giao diện hay còn gọi là theme. Ngoài mẫu giao diện của Shopify miễn phí thì nó còn có một kho giao diện trả phí. Và ngoài kho giao diện của Shopify thì chúng ta còn có các kho giao diện của các đơn vị khác phát triển. Bạn cũng có thể tự thiết kế một giao diện của Shopify và có thể bán nó cho người khác. Như vậy thì giao diện của Shopify nó càng ngày càng nhiều lên và bạn có thêm nhiều lựa chọn.
Trên đây là những ưu điểm lớn nhất mà nền tảng Shopify mang lại cho bạn. Ở bên cạnh những ưu điểm thì chúng ta cũng có một số các nhược điểm như sau. Thì hiện tại tôi có thể tổng hợp được 3 nhược điểm chính của Shopify. Thì 3 nhược điểm chính của Shopify đó là: đầu tiên đó là giới hạn khả năng tùy chỉnh. Nếu như bạn đã từng làm WordPress, bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ thành phần nào ở trên trang web của mình. Tuy nhiên với Shopify thì bạn sẽ bị giới hạn điều đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ được chỉnh sửa ở trong những cái phần mà Shopify cho phép. Thứ hai đó là phí thì có thể nói là hơi cao. Tôi sẽ lấy ví dụ. Ở đây bạn sẽ thấy là gói thấp nhất mà chúng ta đang dùng đó là gói $25 một tháng. Gói này thì ở vấn đề về dung lượng, về băng thông chúng ta không cần phải quan tâm đến, vì nó là giống nhau và nó không có giới hạn. Tuy nhiên thì chúng ta có 2 quản trị. Còn gói cao cấp hơn thì chúng ta có 5 và 15. Tương đương với gói này, bạn sẽ xem một số các cái dịch vụ khác. Ví dụ như là Wix thì với gói cơ bản nhất bên họ là $17. Tuy nhiên thì nó sẽ giới hạn cái dung lượng lưu trữ và cái số giờ xem video ở trên cái website này là 5 giờ. Thì ở cái gói cao cấp hơn nó cũng là $25 một tháng. Tuy nhiên nó cũng giới hạn cái lưu lượng lưu trữ. Như vậy thì bạn có thể thấy đối với Wix thì Shopify nó tương đương và nó thậm chí là nó vượt trội hơn, bởi vì nó còn có nhiều kho ứng dụng khác mà Wix không có. Sang đến là Shopee. Shopee là một cái nền tảng thì nó cũng tương tự như Shopify. Thì giá của nó là $19 một tháng đối với gói Basic, còn cao cấp hơn là $59. Nếu mà nhìn về giá, bạn có thể thấy là Shopee nó rẻ hơn Shopify một chút. Tuy nhiên nếu mà bạn sử dụng thì bạn cũng sẽ thấy là cái kho ứng dụng để mà hỗ trợ trong kinh doanh của Shopee nó rất ít. Bởi vì các ứng dụng này thì nó phát triển bởi các đội nhóm của Shopee chứ không phải của người dùng. Cho nên là cái số lượng về ứng dụng hỗ trợ nó rất ít so với Shopify. Thì đây, Wix hay là Shopee hoặc là một số các nền tảng khác là những cái nền tảng mà tương tự như Shopify. Thì bạn có thể thấy là cái giá cả nó không chênh lệch nhau nhiều. Trường hợp bạn muốn sử dụng WordPress thì chúng ta sẽ xem xét là cái hosting một tháng là bao nhiêu. Ví dụ như bạn tự tạo một trang web trên WordPress thì bạn cần phải mua một cái hosting. Thì với cái hosting này, nếu như để mà so sánh băng thông hay lưu lượng truy cập thì các gói trên Namecheap này nó không có gói nào để mà tương đương với Shopify cả. Bởi vì Shopify nó không giới hạn về dung lượng, cũng không giới hạn về số người truy cập. Và để so sánh thì chúng ta sẽ xem cái gói cao nhất của Namecheap là 19,88, coi như là $20. Thì với $20 này chúng ta chỉ có 100GB dung lượng lưu trữ website. Thứ hai nữa đó là lưu lượng truy cập. Thì với gói này chúng ta sẽ có 500.000 lượt truy cập mỗi tháng và tốc độ là CPU, 2 CPU, 2 RAM vân vân. Thì với gói cao nhất của Namecheap thì chúng ta sẽ phải trả là $20 một tháng, nhưng đổi lại thì chúng ta không có các ứng dụng hỗ trợ. Thứ hai là bạn cần phải có một người quản trị website riêng, nếu không thì website của chúng ta sẽ luôn luôn thường xuyên bị trục trặc. Và cái nhược điểm cuối cùng của Shopify đó là việc kiểm duyệt sản phẩm. Nền tảng Shopify là một nền tảng toàn cầu và bạn lưu trữ toàn bộ sản phẩm của mình ở trên cái dịch vụ của họ. Bởi vậy chúng ta cần phải tuân thủ các cái quy định không những là của Shopify mà của các thị trường mà chúng ta bán. Vì vậy, việc kiểm duyệt sản phẩm là một việc cần thiết của Shopify. Có nghĩa là không phải là bạn muốn bán gì thì bán, mà những cái sản phẩm độc hại, những cái sản phẩm lừa đảo, những cái sản phẩm nhái, những cái sản phẩm vi phạm bản quyền, vi phạm luật pháp thì bạn không được phép bán trên Shopify. Như vậy trên đây là những ưu và nhược điểm giúp cho các bạn mới có thể xác định được là mình có nên sử dụng Shopify để thiết lập cái trang web bán hàng của mình hay không. Và thứ hai, bạn cũng hiểu được là Shopify là gì và chúng ta sẽ sử dụng nó vào những cái mục đích gì. Và ở trong video kế tiếp, tôi sẽ tạo một trang bán hàng hoàn chỉnh trên Shopify để bạn biết được là nó nhanh và nó thuận tiện đến như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.